Đào hót, đồng hót của hệ sinh thái Nia gấp với các bạn ơi. Kèo này khá là thơm này. Thì cái này là một cái dự án đào ở trên Telegram. Giá một hót quy đổi mua pre-sale sang U-won thì có giá trị quy đổi như sau: 0,1 hót bằng 1 U-won tương ứng với lại 2,6 đô la Mỹ tại cái thời điểm mình làm tin cho các bạn nhé. Thì tốc độ hiện nay đào đang là 0,005 hót một giờ. Và một hót thì tương ứng với lại 13,5 đến 20 đô la Mỹ tại tùy thời điểm. Nếu mà nâng cấp một ngày đào được hơn 0,5 hót thì mình sẽ có hướng dẫn các bạn cách nâng cấp sau. Còn hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký. Thì đây mình sẽ làm tuần tự từ đầu. Đó, thoát ra khỏi Telegram. Cái link đăng ký thì các bạn có thể lấy ở đây này. Đấy, mình sẽ để ở phía dưới mục mô tả. Sau đó thì tí các bạn sẽ kích vào để vào Telegram là làm các bước đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì các bạn kích vào đây về để đào hàng ngày nhé. Đây là giao diện của cái app đào host. Thì ở đây các bạn sẽ vào mục host ở phía dưới này này, ấn vào đây để claim hàng ngày sau mỗi 24 tiếng giống như Pi. Bạn có thể làm những nhiệm vụ để có thể lấy được cái những cái phí gas free này. Các bạn follow Twitter, follow Telegram, YouTube, Instagram để có thể lấy được phí gas free. Và các bạn backup lại cái cụm mật khẩu để mở khóa. Các bạn lưu ý phải lưu lại cái này nhá. Đấy, khi mà các bạn làm được thì các bạn nhận được 0,1 host thưởng. Còn có thể bạn có thể chuyển nhận cái đồng Nia trên này thì có thể nhận được 0,1 hot nữa. Đó, cái tính năng này thì mình để sau làm cũng được, không cần nhất thiết. Các bạn vào đây, các bạn đây, vào đây này. Đó, các bạn copy link mời để có thể tuyển rep để nâng cao được cái tốc độ đào hot. Thì đồng này khá là hấp dẫn. Thì bạn nào mà quan tâm đến dự án này thì có thể đăng ký ủng hộ kênh Invest TV chúng mình bằng cái đường link ở phía dưới này nhá. Đó, vào làm sớm các bạn ạ, rất là tiềm năng.